thị thủ ơi, thôi đi nào, chúng ta lên tàu. Chúng ta chuẩn bị lên tàu đi đánh cá. Chúng ta chuẩn bị quăng lưới đánh cá bạn ơi. Chúng ta tìm xung quanh cái ổ cá ở đâu nghe các bạn. Quăng lưới các bạn ơi, quăng lưới xuống các bạn ơi. Chúng ta quan sát thật kỹ nha, để coi ổ cá nằm ở đâu. Ô, đây phải không? Đây. Đây, chuyên dịch đang quay bạn ơi. Đây. Đây, cá đây các bạn ơi. Con lướt xuống mất các bạn ơi, tôi thấy cá rồi các bạn ơi. Đây, ổ cá đâu? Đây, cá đây. Đây, mau dây nó bắt cá. Đây, con cá đây. Đây. Đây, nó đây. Chúng ta chụp cá. Đây, chụp, chụp. Chụp. Ồ, hay quá. Chụp cá đi. Nó đây. Rồi. Rồi, nó trốn mất tiêu rồi. Cá bạn ơi. Đây, con cá luôn. Đây. Đây. Bữa ơi, chuẩn bị bắt cá. Đào ơi, bữa ơi, chúng ta đi bắt cá hay nào, chúng ta dí bắt cá. Đây, đây, bao dây nữa, chuẩn bị bao dây bắt cá. Đâu, rồi, nó chạy một con rồi. Rồi, chạy tiếp theo, để tới trận đầu nó nhé. Đây, để tới trận đầu nó. Đây. Đi. Đây, mình chặn đầu nó nha. Đây. Rồi. Trời. Ổ cá rồi, có mình tới sao đây? Hướng về cá, rồi có mình tới làm sao đây bắt được đây? Mọi người ơi, giúp tớ với, có mình tớ hả? Cá mọi người ơi, có mình tớ hả? Có mình tớ hả? Tớ bắt cá với mọi người ơi. Ây da, bị cá cắn rồi, chạy thôi. Chạy thôi, có mình tớ rồi. Có ai không? Bọn mình với, mọi người ơi. Cá mọi người ơi, ây da. Ui mày cá, mọi người ơi, tới giấy. Phụ tới với mọi người ơi. Làm sao bây giờ, phụ tới giấy. Đây. Thôi để tớ lên. Đây, tớ thấy ổ cá rồi. Tớ làm thuyền trưởng nhé. Rồi. Chuẩn bị. Đi chuẩn bị quăng lưới xuống nha. Đây. Thôi, mình lên đứng trước để mình nhìn vậy. Thầy cá. Tớ làm thuyền trưởng nhé. Đấy, thôi để mình đi lên. Mình phụ. Phát lo nhé. Các mọi người ơi.
Ôi, tàu nghĩ là các bạn ấy, chiếc tàu này nghĩ là các bạn ấy, chúng ta đi thôi. Cá xuống đại dương trốn rồi, mọi người ơi, hãy chuẩn bị nhé, hãy lên, chúng ta chuẩn bị bấm nút nha. Cá mọi người ơi, cá mọi người ơi, chuẩn bị bấm nút, tàu lật rồi các bạn ơi, chuẩn bị, tàu lật rồi các bạn ơi. Ô, trở đi, trở đi đây nha các bạn. Trời, cá trốn hết rồi các bạn ơi, quay thuyền lại thôi. Chứ mọi người ơi, đây, tớ làm thuyền trưởng nha. Để mình lại trước xem mình cá có gì mình cho nó ăn một búa. Tức quá các bạn ơi, làm sao bây giờ máy hư rồi, làm sao á, tức quá rồi các bạn ơi, máy hư rồi, đâu để mình coi thử coi, mình cho nó ăn một búa, tức quá. Ấy nhở, cá phóng lên tàu các bạn, mình cho nó ăn một búa. Ấy trời ơi, đấy, trời ơi, nó ăn một búa, trời ơi, đấy, nó lên phóng lên tàu các bạn ơi. Ấy nhở, trời ơi, chạy thôi, hay quá. Hay quá các bạn, hay quá, hay quá.